Hốt ta mang sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic đến sư. Sư rạc mình mê bụt thắt sê thu sà rì bụt tô sà đạp sĩ nê hoa mạng sê mọc ra la nô phù rà tô bí đạo tàn sá dặn bạch kì mê mà mạ a năng đô kì nà sá hoa sà tôn tí sà sá mạnh tàm lô ca ba la chín đá đê hoa sá phram ma ca e tê sá ngà nú phá vê na sá bê phá yào bần đá hoa á nê ca an tá rà yá phì vi nà sán tu a sê Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng a nan chầu, bốn phương a la hán, đế thích lẫn phạm thiên, cho oai lực pháp màu. Phù trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sakatoa Buddha Ratanango Satango Tamang Varang Hitang Deva Manusa Nang Buddha Te Te Na So Thi Na Na San Tu Bat Awa Sam Be Dok Tha Vu Bas Sam Bain Tu Te Sakatoa Thamma Ratanango Satango Tamang Varang Parilao Bas Sam Nang Thamma Te Te Na So Thi Na Na San Tu Bat Awa Sam Be Phá Gia Vu Bas Sam Bain Tu Te Sakatoa Tuam sân khai lịch nặng ngô sa thăng ngô tâm mong và răng ào này dân bao hữu này dân sân khá tê chê na sô tí na na sân tu bát tá hoa sập bê rô ga vô bá sầm mên tu tê nguyên cầu quý đức phật bảo nguyên cầu quý đức pháp bảo nguyên cầu quý đức tăng bảo xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Con được, xin được hồi hướng đến chư thiên. Ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu sa sa năng. Akasattha cha phummattha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu no garu. Akasattha cha phummattha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu nya ta yo. Akasattha cha phummattha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu banino. Akasattha cha phummattha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cầm măng cát tắp bằng kỳ ri yang ma ma ka ye na wa cha ma sa ti đa se su ga tăng cát tăng ye sát ta sanh nhi nô a thi ye cha sát ta a sanh nhi nô cát tăng bùn nha pha lăng mây hằng sắp bê
phạn tu tề về tăng các tăng quy đi tăng đình năng bùn nhã pha lăng ma già về cha ta thân cha nan ti đề hòa gành tòa ni quê đa dùng sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta hệ tu càng phổ cha năng sắp bề la phần tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa qua kha già qua hằng hồn tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà nát sa bách cha dồ hồn tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn. Dạ, với phước báu nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới hôm nay, chúng con kính dâng tất cả đến chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, với phước báu nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới hôm nay và nhất là trong những các thời gian học Phật Pháp, con xin kính chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang nhiễm Covid. Xin cho những vị ấy được mau khỏi bệnh và Việt Nam mau chóng kiểm soát và qua được đại dịch này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo thọ trì tam quy ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành chính kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam và thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con kính thưa kính thỉnh, dạ con kính lễ sư Pháp Thanh, dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, pháp sư đã vô lớp, dạ con xin được thay mặt đạo tràng được thỉnh pháp sư ạ. Mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tánh cha đi an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chak kha cha ti ka đế sê tu thăm măng a nu căm bi măng ba trăng sạch thăm ma phê rinh quỳ na danh cha ca dăng
Sụ tánh cha bàn thăng a phi thăm mà chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng bập bố tha này dê bà ri sa và mạch chêm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản trình ngày hôm nay. Dạ, em xin giao mic lại cho chị ạ. Dạ, kính đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em giao mic lại cho chị. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Kim Nhung. Nam mô Bích Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, Kim Nhung, chị, Mách Ta và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Đức. Là từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng, truyền trao tâm quy, ngụ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái tham bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ con xin đọc phần chánh văn và sau đó con cung thỉnh thay mặt đạo tràng thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh ạ. Bài học hôm nay Tương Ưng Kinh Sâm Dịch Tá Ni Ca Giá chương 2 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm 2 La Mã Cấp Cô Độc Bài 2 La Mã Vên Đúc Đứng một bên thiên tử Vên Đúc nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. 2. Hạnh phúc thay những người sau khi hầu thiện thệ tuân phụng lời Ngài dạy tu học không phóng dật. Ba Thế Tôn nói, Vên Đúc, những ai thiền tu học trong pháp cú ta dạy cần không phóng dật. Đúng thời họ sẽ liên thoát khỏi tai tử thần. Nam mô Bích Thai giá, dạ. Bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, kính bạch sư, sư giảng rộng rộng bạch sư, bài này quá vắn tắt. Dạ, sư mà giảng ngắn nữa chúng con chắc không hiểu nổi quá. Dạ, con Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một cái học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Để chư Tôn Đức trưởng lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo để làm đại một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddha giá namo thamma giá namo sangha giá đệ tử sẽ nghiêm tịnh thần thủ ý tán dương thần đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thần thủ ý tán dương thần đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã mà gãy bánh xe sinh tử, ngồi là thầy cả chư thiên và nhân loại.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dâng ân đức pháp bảo, pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh của cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dâng ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể thân an, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt qua khỏi tất cả mọi khổ nạn, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh đạt được giải thoát, đồng niệm nhau cơ thể. Nam mô Bụt Tha Giá. Ở đây chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Thế Tôn, những ai thiền tu học trong pháp cú ta dạy, không cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi thoát khỏi tai tử thần. Thì trong đây đó, hai cái câu mà những ai thiền tu học trong pháp cú ta dạy thì ở đây là chỉ cho cái pháp học, pháp học và pháp hành. Chúng ta tu tập giữ giới rồi làm tất cả các cái thiền sự, chứ không phải riêng pháp hành. Chỉ mình nói là mình hành thiền đó là pháp hành, không phải. Mà từ cái giữ giới, bố thí, trì giới, tham thiền, tất cả các cái pháp thiện đó mình thực hành, thì mới gọi là pháp hành. Chứ không phải có nhiều người hiểu hiểu cái chữ pháp hành là nó đơn giản, ngắn gọn, giống như nào mà tôi giờ tôi lớn tuổi rồi học không nổi, thôi giờ tôi hành, cứ cứ nghĩ là chỉ hành thiền là pháp hành. Không phải, cái pháp hành này là nó thể hiện cho tất cả các cái thiện pháp. Tóm gọn thì trong cái thập thiện, thập hạnh phúc đó, đó là những cái pháp mà chúng ta nên hành, đó, để mà chúng ta đem đến những cái lợi ích là phước báo trong đời sống hiện tại. Rồi á, pháp cú ở đây không phải pháp cú là chỉ riêng cái mình học pháp cú kinh, không cái pháp cú kinh á, nó là cái giống như là cái căn bản của giáo pháp vậy đó. Thì nếu mà quý vị mà học được 400 câu pháp cú đó, là quý vị cũng được cái phần tinh túy của giáo pháp. Nhưng mà không phải chỉ học pháp cú kinh không mà đủ, nếu mà có điều kiện mình phải học thêm trong trường bộ, trung bộ, tượng ưng, thân chi, đó. Chứ không phải đơn giản chỉ trong cái học cái pháp cú kinh được. Nhưng mà đó, nếu mà quý vị mà có điều kiện mà quý vị mà học và nắm vững được cái đại ý của mỗi câu Phật ngôn trong pháp cú kinh thì cái điều đó cũng hết sức là quý báu rồi. Chứ chưa nói gì nếu mà quý vị có thể mà học thêm các cái bài kinh trong trường bộ, trung bộ, tượng ưng hay tăng chi, thì cả hai pháp học và pháp hành nó là cái gì? Nó là cái đường để
dẫn đến cái sự an tịnh giải thoát. À, cái con đường này chỉ có khi nào có bậc chánh đẳng chánh giác xuất ở thế gian này, à, ngài đã đạt đến cái sự giải thoát, ngài mới giảng dạy, à, hướng dẫn, chỉ dẫn chúng ta đi cái trên cái con đường đó để đạt đến sự giải thoát. Thành ra đó, Đức Phật nói là cái con đường này là cái con đường độc nhất, con đường độc đạo. Và cái con đường này á, con đường một chiều. À, cái con đường độc nhất là như thế nào? Con đường này chỉ có khi nào mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này đó, thì cái con đường này nó mới hiển lộ. Thì con đường này chỉ cho cái các cái pháp để mà đạt đến cái sự giải thoát. À, con đường này tất cả chư Phật, chư Thánh Tăng, à, đều qua trên cái con đường này. Nhưng mà đó, à, đến cái thời kỳ mà chúng sanh bị chi phối bởi những cái phiền não, à, các cái ác pháp nó nổi trội, cho nên cái con đường này đó không còn ai nhận ra. Ví dụ như cái con đường thì nó có sẵn rồi, nhưng mà lâu ngày không ai đi, không ai phát cỏ, không ai dọn dẹp cho, nên cái con đường nó bị che lấp đi. À, rồi đến một cái thời gian đó, có một cái người, à, người ta phát hiện ra, và bắt đầu cái người này đó, à, phát quang dọn dẹp, à, lần hồi đắp bồi sữa để cho cái con đường nó bằng phẳng. Và cái người này đã đi trên cái con đường đó để đến một cái kinh đô an ổn giải thoát. Thì sau khi mà cái người này mà ta vừa làm, ta dọn dẹp mà đường nó hiển lộ phơi bày ra, à, rồi có những người tin tưởng đi theo đó, chứ không phải cái con đường này tự Đức Thế Tôn làm, mà tất cả các chư Phật quá khứ, à, đến chư Phật hiện tại, rồi trong ngày vị lai đó, thì các ngài cũng đi trên cái con đường này, đó là cái con đường Bát Thánh Đạo. À, cho nên cái, à, những người mà thực hành là pháp học pháp hành, à, tức là những người sẽ đi trên cái con đường mà Đức Phật đã trải qua, à, đi theo cái noi theo cái bước chân của các bậc thánh nhân. Thì á, quý vị biết rằng cái con đường không phải là nó luôn luôn mà con đường nào nó cũng trơn tru bằng phẳng ha. Thì con đường giải thoát cũng vậy, nó không phải đâu, nó cũng có những cái chướng ngại, cái chướng ngại, những cái trở ngại trên cái bước đường là thời tiết, rồi, à, mọi cái nó xảy ra, à, do những cái nghiệp duyên của chúng ta, những cái chướng nó cản trở, thì giống như những cái trở ngại trên cái con đường đó. Mà nếu mà chúng ta mà dễ vui, không có tinh cần, à, không có nỗ lực vượt qua tất cả những cái chướng ngại đó, thì chúng ta sẽ không có thoát ra khỏi tài tử thần. À, tài tử thần đây là ma dương, hay là tất cả các cái pháp, mà tất cả những cái bất thiện pháp, tất cả những cái phiền não khổ đau.
Cho nên á, đúng thời họ sẽ đi ở đây là chính cái này là cái nhân, cái duyên nha, để mà chúng ta gieo trồng nha. Thì cái thời điểm mà chúng ta sẽ đạt đến đó là cái thời điểm mà có bậc chánh đẳng chánh giác, có giáo pháp, có chư tăng, là có tam bảo xuất hiện ở cái thế gian này, rồi những cái chủng tử đó chúng ta đã tạo trữ, đã gieo trồng, từng là cái người đã quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, rồi chúng ta đã thực hành các cái thiện pháp đó, chính những cái này, những cái điều kiện này đó là mình phải tự làm nha. Cho nên quý vị thấy rằng cái thời kỳ mà khi mà Đức Thế Tôn đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, các cái vị mà thánh nhân xuất hiện, đạt đến cái sự giải thoát rất là nhiều. Tại vì các cái điều kiện các vị này đã thực hành đầy đủ rồi, và khi mà đúng thời đến cái thời gian đó thì Đức Phật sẽ tế độ những cái vị này đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên hằng ngày Đức Phật thường dùng cái Phật nhãn quan sát bốn hướng tám hướng để mà tìm những cái chúng sanh nào hữu duyên, thì ngài sẽ đến ngài tế độ. Mà nếu mà chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền, nhưng mà mình không có thực hành, mình không tạo trữ dung bồi các cái pháp độ, thì sao? Thì dù cho Đức Phật có dùng Phật nhãn tìm kiếm, nhưng mà mình không bao giờ mình lọt vô cái Phật nhãn của Đức Phật, là tại vì mình không có thực hành, mình không có tạo trữ các cái công đức, các cái pháp độ. Vì sao? Cái con đường này á là cái con đường một chiều, mà cái con đường này đó nó dẫn những cái gì mà hành giả, những cái người lữ hành á, đi theo một một phương hướng thôi, không có trở lui. Quý vị thấy rằng đó, các cái vị mà từ kẻ phàm phu, phàm nhân, rồi trở thành những cái người mà phàm nhân có giới, nỗ lực tu học, rồi những vị này đạt đến thánh đạo thánh quả, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Từ kẻ phàm nhân đi dần đến cây thánh đạo cao nhất. Cho nên là cái con đường nó có một chiều thôi, không có trở lui được. Thấy không? Mình hồi trước mình là cái người phàm nhân, mình không biết gì hết biết gì là thiện, cái gì là bất thiện, rồi mình nhờ có duyên lành mình tìm hiểu, mình tìm hiểu thì sao, là bắt đầu mình phân biệt được cái điều thiện, cái điều bất thiện, cái điều bất thiện thì nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau,
Rồi cái điều thiện thì nó đem đến sự an vui, hạnh phúc. Đó. Thì nếu mà cái người trí tuệ thì nó chọn cái sự thực hành để đem đến sự an lạc, hạnh phúc, chứ đâu ai mà thực hành mà gieo những cái bất thiện pháp để mà đem đến khổ đau. Ha. Đó, cho nên là cái khi mà chúng ta thực hành rồi đó, cái đem đến cái sự an lạc trong hiện tại, mặc dù cái an lạc này đó, nó giống như một cái làn sương mong manh, nó chỉ thoáng qua phút chốc thôi, nhưng mà cái người mà thực hành á, có trí tuệ á, cảm nhận hiểu biết được cái giây phút mà cái sự an lạc ở trong nội tâm, một cái nội tâm quân bình do cái sự hoàn toàn vắng mặt của phiền não, hay là ở trong kinh gọi là nếm được cái hương vị giáo pháp, mặc dù cái sự an lạc quân bình của nội tâm này nó rất rất là mong manh, nhưng mà mình cảm nhận từ đó mình ý thức được đó, khi nào mà trong nội tâm mình vắng mặt phiền não, lúc đó chúng ta được an ổn. Thì nhờ đó mà chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành. Rồi chính cái điều này nó thúc đẩy chúng ta phải nỗ lực, phải nỗ lực, phải tấn, không có dễ vui phóng dật. Chính vì mình hiểu biết được lời giảng Phật, sự tinh cần chuyên niệm là sống, mà phóng dật là chết. Thấy không? Cái người này nếu mà ngay trong cái giây phút mà hiện tại một vị hành giả có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác là chúng ta sống. Còn nếu mà chúng ta buông lung, dễ vui phóng dật thì chúng ta chết. Chết ở đây là gì? Bởi vì chúng ta bị tất cả những cái phiền não bủa vây, nó chôn vùi chúng ta trong 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 cái phiền não khổ đau đó. Thành ra chết ở đây là cái người sống, là cái người mà có chánh niệm đầy đủ, tỉnh giác, chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta biết cái đối tượng đúng theo thực tướng thực tánh của nó. Còn cái người mà phóng dật là bị chôn vùi, ví dụ thấy là cái tất cả những cái nó là mà năm cái bạo lưu bộc lưu đó, những dòng nước xoáy đó, nếu mà ai mà không có vượt qua được thì sao? Bị các cái dục ái, vô minh, si mê, tà kiến nó chôn vùi, nó nhấn chìm trong đó. Thành ra đó, cái sống cái chết ở đây là sống trong hiện tại và bị chết bởi vì sự chôn vùi ở trong phiền não. Thì nhờ có sự hiểu biết đó, mặc dù mình cũng bị nó chôn vùi, mình cũng bị nó quật ngã, nó té lên té xuống, nhưng mà đó, nếu mà chúng ta cố gắng, nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự chi phối, chúng ta thoát khỏi cái vòng quay khổ đau sanh tử luân hồi. Tại sao mà chúng ta biết được? Tại vì chắc chắn đã có Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng, các ngài cũng nỗ lực thực hành mà các ngài đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên là nếu mà chúng ta nỗ lực kiên trì
Chúng ta thực hành theo cái lời dạy Đức Phật. Cái con đường đó, Đức Phật đã chỉ bài, đã dọn nó hiển lộ ở trên thế gian rồi. Những cái phương pháp Đức Phật cũng đã chỉ dạy. Bây giờ mà mình chỉ còn có đi trên cái con đường đó để đạt đến cái sự an lạc thôi. Mà mình không chịu đi, mình còn dễ vui thì cái đó là khổ đau là tại mình, không? Còn nếu mà bây giờ mình ý thức được, mình hiểu biết được, mình cố gắng, mình dấn bước, mặc dù là tạm không phải là một bước mà mình đạt được, nó cũng khó, nó cũng gian nan, cũng nhiều cái trở lực, những cái chướng ngại. Nhưng mà nếu mà từng bước cố gắng mình dấn bước trên cái con đường đó, thì chúng ta cũng sẽ đạt đến cái nơi mà an ổn, an vui, giải thoát. Đó, thành ra đó, thành ra những cái người nào mà đang nỗ lực thực hành pháp học, pháp hành ngay trong cái đời sống hiện tại, thì cái người đó đó là đang đi đến cái con đường giải thoát. Thì tất cả chúng ta dung bồi để chờ cái thời điểm đúng thôi, họ sẽ đạt đến. Giống như cái người học sinh nỗ lực học tập để chờ cái gì? Để chờ tới cái kỳ thi, thấy không? Khi mà mình ráng cố gắng mình học đầy đủ các cái môn học, mà mình làm tất cả các cái bài tập một cách tốt đẹp, nhằm để chuẩn bị tới cái kỳ thi. Chính cái kỳ thi này nó khảo sát và không biết còn nghe không Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Tại thấy Quang Thanh ấy thì sư cũng sợ đường truyền nó cũng hơi trục trặc, không ổn định. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì khi mà cái kỳ thi đó, nó là cái nó là cái sự sát hạch để chúng xem xét cái sự nỗ lực, cái trình độ mình có đạt đến hay không. Thì giống như Bồ Tát cũng vậy, ngài cũng phải trải qua cái sự cái kỳ thi đó. Thì quý vị nhớ rằng cái kiếp cuối cùng, cái đêm mà trước khi mà Bồ Tát thành đạo đó, thì cũng phải trải qua những cái chướng ngại, ma dương đến nó khuấy đảo, đủ thứ chuyện hết, thấy không? Đó, thành ra đó là ai cũng vậy hết, mà ai cũng phải trải qua cái con đường đó, ai cũng phải vượt qua tất cả những cái chướng ngại của phiền não, cho đến bao giờ mà chúng ta vượt qua tất cả, chúng ta đào bứng tận gốc rễ các cái phiền não, không còn dư sót, thì lúc đó đó chúng ta mới mới đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt hoàn toàn. Nhưng mà trước khi mà đạt đến đó thì mình phải từng bước mình thoát ra. Đó, thì thí dụ như nó có những cái kiết sử, những cái thằng thúc, những dây trói buộc từ thấp tới cao, cái gì mà sơ đạo sơ quả thì phải diệt trừ được ba cái,
ha, phải chặt đứt được ba sợi dây thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. À rồi bậc A Na Hàm thì phải chặt đứt được tham sân, và bậc A La Hán thì phải đoạn trừ tất ác năm cái kiết sử, năm cái thượng phần kiết sử, năm cái sợi dây. À thì khi mà đoạn trừ tất cả được 10 cái thần thúc, 10 cái kiết sử này, thì chúng ta sẽ đạt đến cái tứ đạo tứ quả. À, và lúc đó sao? Thoát khỏi tài tử thân. À, không còn trở lui lại cái đời sống ở thế gian này nữa. Chấm dứt hoàn toàn. Mà không sanh thì không diệt. Không? Vì có sanh thì phải có tử. Mà bây giờ mình đoạn trừ tất cả cái nhân để tái sanh ở thế gian này, à, thì chúng ta đâu còn chết nữa. Đó. Cho nên đó là sở dĩ mà chúng ta còn ở thế gian này, tại vì mình còn những cái nhân để đi tái sanh. Nhưng mà cái nhân tái sanh mà nó đoạn trừ hết rồi, trừ tuyệt hoàn toàn rồi, thì sao? Thì chấm dứt tái sanh, thoát khỏi tai tử thần. Đó, lúc đó là mới hoàn toàn chấm dứt, giống như là các bậc thánh A-la-hán sau khi mà vô dư niết bàn rồi đó, thì lúc đó mới hoàn toàn tịch diệt, thoát khỏi cái ở cái thế gian này. Hả, mình còn lưng lưu ở trong cái tam giới này là còn nằm trong cái bàn tay tử thần. À, tử thần đây là không phải chỉ là cái ma dương không, mà trong đó có nhiều cái phiền não ma dương, rồi tử thần ma dương, rồi năm cái gọi là ngũ ma đó. Thành ra mà khi mà chúng ta chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi, không còn lưng lưu ở trong cái tam giới này, là chúng ta hoàn toàn thoát khỏi ra cả năm cái con ma luôn. Cho nên là ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó là phải thường xuyên thực hành các cái thiện pháp, pháp học, pháp hành. Không có dễ vui. Chúng ta phải cố gắng chuyên tâm, tinh tấn. Chúng ta cố gắng tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ, thì đến lúc nào đó đúng thời, đúng thời, giống như cái trái cây vậy đó. Khi mà cái trái cây mà nó chín mùi rồi, tự động nó đúng thời nó sẽ tự động nó rụng. Đó, cho nên là cái bổn phận chúng ta là sao? Chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành. Mình đừng có nhiều khi mình chán nản, nói trời sao tôi hành hoài mà tôi chưa có đạt được cái gì hết. Mình nên phản tỉnh, mình xem xét mình thực hành có đầy đủ chưa, có nỗ lực mạnh mẽ chưa. Nếu mà chúng ta cố gắng thực hành một cách trọn vẹn đầy đủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên là cái con đường này gọi là cái con đường độc đạo. Chỉ có một con đường duy nhất, con đường một chiều. Cái vị hành giả đi trên cái con đường này không có trở lui, không có trở lại. Nghĩa là nó nỗ lực, nó đưa mình đi tới để đạt sự giải thoát. Ví dụ như mà những cái người mà hành thiền định á,
thiền định thì có khi đạt được cái đến thiền, nhưng mà những cái chi thiền này nó có thể hoại. Còn những cái vị mà đạt đến đạo quả thì không bao giờ mất cái đạo quả. À, sơ đạo chắc chắn nỗ lực tu tập sẽ lên nhị đạo, chứ không bao giờ từ sơ đạo mà rớt trở lại là phàm nhân, không có. Cho nên là cái con đường có một chiều, và cái con đường trên cái con đường này đó, một hành giả duy nhất mình phải nỗ lực mình thực hành, không ai thực hành cho mơ thế cho mình được hết, đúng không? Quý vị phải nỗ lực thực hành, quý vị phải nỗ lực học, à thì quý vị mới có được kiến thức về pháp học. Quý vị nỗ lực thực hành thì quý vị mới có được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức ở trong pháp hành. Quý vị nỗ lực thực hành cái thiền tuệ thì quý vị mới có được những cái kinh nghiệm để có khả năng đoạn trừ cái phiền não. Thì cái công việc này là mình phải làm, chúng ai làm thế cho mình được hết. À, mặc dù học pháp thì giống nhau đó, à, nhưng mà cái sự thực hành là phải chính mình làm cho mình, chứ không ai làm thế cho mình được hết. À, thành ra dù ở trong cái trường thiền 300-400 vị gì đó, nhưng mà cái đề mục, cái kiệm thì của ai nấy hành, chứ không ai hành thế cho ai được hết. Cho nên là cái con đường này mình phải tự nỗ lực mình đi. À, cho nên là cái con đường độc đạo, một hành đi trên đó thôi, không ai đi chung với ai được hết. À, bởi vì cái pháp của ai thì nấy hành. À, đó, rồi cái con đường này là cái con đường không bao giờ trở lui, tức là nó chỉ thúc đẩy chúng ta đi tới để đạt đến cái sự an vui giải thoát. À, cho nên là cái chúng ta hiểu cái lời Đức Phật dạy ở trong cái câu pháp, trong cái câu Phật ngôn này, à, nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự chi phối, cái sự điều khiển của tử thân, hay là thoát khỏi của ngũ mạng. Thì qua cái câu Phật ngôn này, cũng qua lời dạy của các bậc trưởng lão, cũng có tìm hiểu để có thể chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này, cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức an vui. Và cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm được vượt qua những cái thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc. Và bây giờ kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và hôm nay thì nói chung thì sức khỏe nó cũng có vấn đề, nhưng mà ráng cố gắng để mà giải thích chia sẻ với trong đạo tràng. Và nếu có gì sơ thất, kính mong chư tôn đức và tất cả quý vị quan hỷ. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ. Dạ, thưa Sư, kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Sư, theo cái sự giảng giải của Sư thì là mình phải học, mình để mình hiểu được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Phải chăng là khi mình học Pháp, giống như là mình học về vi diệu Pháp, thì mình hiểu rõ được là Pháp là những cái gì mà vận hành xung quanh mình, tất cả đều là Pháp,
Thì qua cái sự vận hành đó và cái sự học hỏi của về Pháp thì mình phải biết là Pháp là khi mà nó, khi mà cái sự vận hành của Pháp thì luôn luôn có đủ nhân duyên và quả, và không có gì xảy ra trong cuộc đời của mình là không có nhân duyên và quả. Và như vậy thì Pháp đã làm việc ấy, nhưng mà thường á là chúng ta thường hay chối bỏ những cái gì mà đem đến cái sự không hài lòng, không thích thú, và chúng ta luôn muốn là những cái gì nó hoàn hảo. Nhưng mà phải chăng mình học qua, mình mới học từ cái pháp học qua pháp hành để cho mình thấy được cái sự vận hành của Pháp. Khi mà chúng ta thấy nhận thấy những cái việc xấu đến với mình thì mình hiểu đó là do cái quả của bất thiện trong kiếp quá khứ, và nó đủ nhân duyên để cho quả trong kiếp hiện tại này. Và khi mà mình hiểu được đó, điều đó thì cái pháp xảy ra có phải là bài học để mình học, để mình hiểu rõ về cái quả bất thiện thế nào, như thế nào để nó tạo nhân, và khi nó gặp đủ duyên thì nó sẽ tạo cho đưa cái quả không hài lòng, không tốt đẹp đến cho mình. Và thưa sư, nhưng mà thường đó là cái ngã của mình á là nó nguyên tập từ lâu đời, từ những cái kiếp quá khứ, thì thường mình có cái sự sở cầu, cái việc ước vọng của mình, và làm sao mà để cái ngã của mình nó để mình hiểu được cái bản ngã của mình, để mà mình hiểu rõ hơn cái thực tánh của Pháp, để mà từ đó thì rút ra những bài học, kể cả những cái pháp thiện và pháp bất thiện, để tâm mình nó được an vui và nó không dính mắc vào những cái lòng tham muốn, cái sự tham, cái sự sân và cái sự si mê của mình. Thưa sư, xin sư giải thích rõ cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Quý vị thấy rằng cái ở khi mà mỗi lần mà tụng kinh ở bên các cái bài kinh ở bên Bắc truyền đó, thường thường có câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tào ngộ, không? Cái pháp này á, không phải là nó cao xa gì, nhưng mà chúng ta bị vô minh phiền não che ác, rồi mình không thấy, mà không thấy được, cho nên á, mà khi mà mình không thấy thì làm sao mình thực hành nè. Thành ra đó, quý vị đừng tưởng là cái pháp ở đâu nó cao xa đâu. Thành ra bà Rich David ấy, bà nói một câu á, chúng ta học giáo pháp để gì? Chúng ta thấy được, hiểu được, nhận thức được những gì ở trong ta, ở quanh ta, có nhiều đó, chứ không phải chúng có cao xa nữa, thấy không? Nhưng chúng ta bị những cái mê lầm tà kiến, rồi nói là tôi là của tôi, cho nên là cái ngã nó sanh khởi. Mình học, mình thực hành để mình nhận thức được cái tính chất, cái định luật của tam tướng. Vì mình mới làm tà kiến cho mình nên là mình cho là gì? Là những cái sự khổ đau á là hạnh phúc. Cái sự sinh diệt
nó luôn luôn là nó sanh diệt, nhưng mà mình cứ tưởng nó là thường hằng. À, rồi cái này vô ngã thì mình cho nó là có một cái ngã, nó đi trái ngược, đi trái ngược với cái con đường mà giải thoát không. Bởi vậy mà chúng ta phải tránh lấy những cái hậu quả khổ đau. À, thành ra cái sự thực hành để đạt đến hiểu biết được cái chân lý lời dạy của Đức Phật là vô thường, khổ, vô ngã. À, chúng ta phải cố gắng nỗ lực học. À, bây giờ mình dễ vui, à mình không chịu học thì sao? Mình phải trở lại mình học nữa. Bây giờ cái niên khóa này nè, những cái môn học mà mình dễ vui, mình trốn tránh nè, hồi nhỏ mình đi học có nhiều khi mình có bữa cũng ham vui đó, mình trốn học, mình đi theo bạn bè đá banh tắm sông rồi kia nọ chơi, là mình bỏ cái môn học đó mình không học. Nhưng mà không phải mình bỏ rồi nó cũng qua, không phải, phải trở lại học nha, phải trở lại học. Chừng nào mà chúng ta học thuần thục đầy đủ thì chúng ta mới lên lớp. Còn bây giờ còn một cái môn nào mà dưới điểm trung bình thì chúng ta phải học lại. À, ví dụ như người ta trong hai cái kỳ thi, à hai cái kỳ thi kiểm tra trong cái niên khóa, à giờ nó gọi là gì đó. Đó thì mình làm đầy đủ, mình có điểm đầy đủ hết thì mình lên lớp. Còn hả, mình còn thiếu những cái môn học nào phải học lại, phải học lại, phải thi lại thì mới được được lên lớp. Đó thì như vậy đó. À, trong cái sự hành của mình cũng vậy. À, mình phải hiểu biết được để mình thoát ra tất cả những cái trói buộc, những cái thằng thúc. Kiểu gì thấy rằng đó, cái tâm chúng ta đó là bị phiền não, à lậu hoặc, nó ngâm tẩm, nó nhuộm ướt, nó đeo bám từ hồi thơ quá khứ tới giờ. À, cho nên là bây giờ mình phải ráng mình tẩy rửa, à mình tẩy rửa đó. Quý vị thấy rằng cái những cái chất mà hồi xưa là mình nấu nướng rồi đó, nấu bằng củi bằng đồ này kia nọ đó, thì nó có những cái chất mà nó bám ở trên cái nóc nhà. À, quý vị biết hồi đó mà sư vô sư sửa cái nhà bếp của ở Pháp Bảo đó, là cái nhà bếp lợp bằng phước lô xi măng, thì biết là cái bộ hóng mà nhiều năm nó nấu nướng, cái khói mà nó đóng lên nó cục 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 giống còn dày hơn cái dầu hắt mà đó, thì cái những cái mà cái lậu hoặc đó nó bám níu ở trong cái nội tâm mình, nó dày giống vậy, dày hơn vậy nữa đó. Thì bây giờ sao? Mình phải ráng mình cạy, mình cạo, mình tẩy rửa nó, à để lần hồi cho những cái phiền não này đó nó không còn bám níu ở trong cái nội tâm mình nữa. À, hay là sao? Hay là cái con gà con đó, nó nằm trong cái vỏ trứng đó. À, cái vỏ trứng giống như là vô minh, si mê, à là tất cả những cái phiền não. À, đó, những cái tà kiến mê lọc. À, thì cái con gà con á phải tìm cách
mà phải tìm cách, nó phải lấy cái mỏ của mình là nó bị khơi gợi, làm sao mà nó đục được một một cái lỗ. À, từ đó, đó từ một cái lỗ nhỏ này đó, bắt đầu sao nó được hít thở khí trời. À, thì khi mà nó hít thở được khí trời đó thì sao, cái cơ thể nó sẽ càng phát triển mạnh mẽ. À, phát triển mạnh mẽ rồi nó phải dùng dãy, à, dùng cái thân nó đôi cánh hai cái chân ha. À, mặc dù là cái nó còn non yếu nhưng mà nó phải cố gắng dùng dãy. À, thì lần hồi từ một cái vết nhỏ bằng cái lỗ kim thôi, nhưng mà lần hồi á, nó cái vỏ này nó nứt dần. À, cho đến mà khi mà cái cơ thể nó đủ sức mạnh, à, nó dùng dãy nó phá vỡ cái vỏ trứng, à, thì nó mới giải thoát ra cái sự trói buộc búa dây giam hãm của cái vỏ trứng. Thấy không? Thì cũng vậy đó, chúng ta phải học để chúng ta hiểu được, à, cái thân ngũ quẩn này nha, để từ đó mà chúng ta không còn mê lầm, à, chấp thủ. Thành ra đó Đức Phật nói á, cái sự học của mình á, cái sự khổ đau của mình á, tại sao? Tại vì mình không hiểu, không biết, rồi mình mê lầm, mình chấp thủ, thì khổ đau nó sanh khởi. À, mà khi mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta buông bỏ, thì chúng ta giải thoát. À, thành ra Đức Phật trong một cái bài kinh Đức Phật nói đó, cái khổ đau nè, cái sự giải thoát này nó không có đâu xa hết, chính ở trong cái thân ngũ quẩn này. À, cái ngũ quẩn á, nó là đối tượng để cho cái tâm tham bám níu. À, chứ cái ngũ quẩn này nó cũng có khổ. À, nhưng vì cái mê lầm chúng ta bám níu vào cái thân ngũ này, à, bám níu vào năm cái thành phần này, à, thành ra phiền não khổ đau nó sanh khởi. Cho đến khi nào mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta ý thức được, chúng ta diệt trừ tất cả những cái sự chấp thủ bám níu khổ đau, thì chúng ta sẽ giải thoát. Thành ra cái khổ đau cũng trong cái ngũ quẩn này, nếu mà chúng ta còn bám níu chấp thủ trở thành cái ngũ quẩn thủ đó, thì khổ đau. Mà nếu mà chúng ta học kinh nghiệm thực tập để chúng ta diệt trừ được cái ngũ quẩn thủ này đó, thì chúng ta giải thoát. À, vậy đó, chứ không phải là cần phải đi qua tới bên Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện rồi kia nọ thì mới thoát. Không phải, nó ở cận kề bên mình nữa nè, khổ đau cũng tại đây nè, mà giải thoát cũng tại đây đó. Cho nên á, các cái pháp á, nó rất là sâu xa. À, nó rất là sâu xa, vi diệu. À, mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ sâu rộng thì chúng ta không hiểu được. Thấy không? Đó, bây giờ những cái người mà họ không biết đó, mình nói cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió hợp thành, họ đâu chịu. À, mình nói là cái thân này á,
có hai phần danh và sắc. Không? Danh là phần vật chất, sắc là cái phần tinh thần. Họ không chịu. Tại vì sao? Họ còn chấp thủ. Họ thấy nó lệch lạc, méo mó về cái thân này. Họ cho là có một cái bản ngã, một cái con người. Nếu mà không có con người thì ai làm? Ai hành, ai thực hành, ai suy nghĩ? Chính vì mê lầm đó mà nó sanh ra khổ đau. Tôi làm, tôi suy nghĩ, thân này là của tôi đó, cho nên phiền não nó dấy động, nó khổ đau. Bây giờ khi mà mình tìm hiểu, học hỏi, mình biết các cái pháp nó vận hành do duyên, nhân do duyên, theo định lực nhân quả, rồi bị chi phối bởi cái định lực tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thành ra khi nào mà mình hiểu được cái định lực về nhân quả, về tam tướng, thì chúng ta thoát khỏi khổ đau. Chứ không có đâu mà đâu xa hết. Thành ra các pháp thì chúng ta phải nỗ lực học và thực hành để chúng ta đoạn trừ tất cả những cái mê lầm, những cái lậu hoặc thần thúc, những cái chướng ngại trên bước đường tu tập, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui giải thoát. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú chân sư đã giảng giải, con cũng kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi đạo hữu Hồng Mai. Tụi con cũng hiểu là mình cũng phải học và hành, biết cái nhận biết được cái tam tướng trong cái hành động của mình, trong các pháp. Nhưng chúng con cũng đang trên con đường tu tập nên là cũng có nhiều vấp ngã. Tụi con cũng cố gắng, mình đã xác định được con đường thì cũng sẽ đi trên con đường đó, dù có rất là nhiều gập ghềnh. Con kính tri ân sư. Thưa sư, con cũng vừa mới thấy câu hỏi của đạo hữu Tina. Thưa ngài, người lớn tuổi trên 60 tuổi mới biết đến Phật pháp nên bắt đầu pháp học như thế nào, học về hay học về thiền? Con kính tri ân ngài. Đó là câu hỏi của đạo hữu Tina. Sư nghỉ ngơi một lát đi, rồi sư uống nước, cho sư thủ uống nước một lát đi, xong rồi sư trả lời câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai, của đạo hữu Tina. Con kính tri ân sư. Sau đó thì mời quý tục tơ tay nha. Rất là mong những cái câu hỏi và những trăn trở của quý vị để đạo tràng cùng nhau quý vị. Con kính thỉnh sư, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Và rất là cảm ơn cô Kim Nhục. Thì sự thật ra đó, ở đây là không có cái vấn đề mà người già hay người trẻ. Trong cái pháp học, pháp hành này đó,
thì nó không phân biệt người già hay người trẻ. Nhưng mà chúng ta học thì cái điều quan trọng là gì? Những cái gì mà mình cảm thấy mình cần thiết nhất, những cái pháp căn bản, để mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tìm hiểu. Và rồi mình học để mình thực hành. Bây giờ mình không nói là học pháp học trước hay pháp hành trước, không có. Cả học cả hành nó song đôi. Bây giờ mình chưa biết gì hết, bây giờ mình học. Bây giờ mình học, mình tìm hiểu về cái giới đi. Không sát sanh. Không sát sanh nó gồm có mấy chi. Đó. Rồi mình học cái mình tìm hiểu rõ về cái giới không sát sanh rồi thì mình đem ra mình thực hành. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh. Cố ý diệt, ráng ý diệt. Chúng sanh đã chết vì sự cố gắng. Đó, khi mình biết vậy đó thì mình bây giờ mình biết những cái con vật nào mà nó còn sự sống, nó thức tánh thì mình đừng giết nó. Thành ra đó, thành ra cái pháp học pháp hành này nó đi song đôi nha. Có hai bánh xe thì cái sự mà thực hành của mình, sự học sự tự hành của mình cũng giống vậy đó, nó bổ sung với nhau. Cho nên là nói sao, học mà không hành thì giống như là cái kệ, cái tủ để đựng kinh, thấy không? Mà hành mà không học thì biết gì đâu mà hành. Đó, cho nên là hai cái pháp này nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà tùy theo cái điều kiện sức khỏe. Thí dụ những người còn trẻ, cái pháp nó ngắn gọn, nhưng mà mình phải tìm hiểu cho nó thật kỹ càng rồi mình đem ra thực hành. Thành ra Đức Phật dạy tất cả các pháp nào mà ngài thực hành, ngài thực hành sao là ngài dạy vậy đó, và ngài thực hành những gì mà mình dạy nhiều quá, không? Đó, thành ra đó, thành ra trong kinh thì có pháp, trong kinh đó, có pháp học mà cũng có pháp hành. Đó là cái pháp học, nhưng mà trong đó chứa đựng cái pháp hành là gì? Là mình phải kiểm soát cái tác ý, cái ý nghiệp của mình. Chính vì cái tác ý này nó thúc đẩy nên mình mới nói năng, mình mới hành động. Đó, cho nên là cái mình phải quán sát, kiểm soát cái tập ý. Nếu mà mình bèn nguyện mình giữ giới để cho thân không có phạm thì nó mới 1/3, 1/3.
Mình kiểm soát chặt chẽ cái ý nghiệp của mình là mình tu ba phần. Tại vì khi mà mình không kiểm soát cái ý nghiệp, cái tác ý của mình á, mình mới hành động, mình mới nói năng. Mình chỉ giữ cái thân không á, cái thân không trong sạch không á, mới tu có 1/3. Mình giữ cái khẩu trong sạch không á, làm tu 1/3. Mà khi mà chúng ta giữ cái ý trong sạch á, thì mình tu 3 phần là cả tu cả tam nghiệp thân khẩu ý nó được an lạc tốt đẹp. Cho nên Đức Phật dạy á, không làm việc ác ha. Mà muốn không làm việc ác thì mình phải có trí tuệ, mình phải có sự hiểu biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm ha. Thì khi mà mình giữ giới á, là mình tránh xa những cái việc mà không nên làm. Làm các việc lành là mình làm những cái điều thiện, điều nên làm, nên thực hành. Mà muốn tránh xa cái điều ác, làm các việc lành này thì sao? Phải thanh lọc cái nội tâm nó được trong sạch tốt đẹp. Thấy không? Thành ra mình không làm các điều ác là mới tu có 1/3. Mà khi mà chúng ta cái học và cái sự tu này đó, ở giai đoạn nào cũng có thể tu học được nha. Cái người mà còn trẻ, trí tuệ sáng suốt thì mình sẽ thực hành theo cái điều kiện sức khỏe trí tuệ của mình. Mà cái người lớn tuổi sức khỏe kém, trí tuệ thì nó hơi chậm lụt, nhưng mà nếu mà biết mình cũng vẫn thực hành. Cho nên cái vấn đề mà thực hành giáo pháp không có bao giờ trễ. Không bao giờ trễ nếu mà đứa bé 5-6 tuổi cũng thực hành được. Thấy không? Đó, thành ra cái giáo pháp của Đức Phật á, người trẻ tuổi cũng hành được, người trung niên cũng hành được, người lão niên cũng hành được. Miễn là những người này hiểu biết được, ý thức được những điều nào nên học, nên hành, những điều nào nên tránh xa. Vậy á, chứ không có ai mà không hành được. Thành ra có những người á, họ hay nói là con bây giờ con lớn tuổi rồi, con hiểu biết, con gặp giáo pháp trễ quá, thành ra giờ con không có học nổi, giờ con hành. Thấy không? Nhưng mà mình nhà mình cũng có học, mình có hiểu biết, mình mới hành được chứ. Chứ còn không, mình hành biết cái gì đâu mà hành. Phải có hai cái bánh xe thì cái xe nó mới chạy được. Mà muốn có cái xe chạy được thì phải có cái sức kéo. Thấy không? Đó. Thì cái xe nó mới chạy được. Chứ còn có cái xe, khung xe, rồi bánh xe, rồi kia nó cho tốt, mà không có cái sức kéo thì cái xe cũng đâu có di chuyển được. Cho nên á, cái điều kiện nó phải phù hợp với nhau. Mà nhớ là mình học những gì để mình hành. Vậy đó, mình học những gì để mà mình thực hành.
và mình thực hành những gì mà mình học. Nhiều đó thôi, không phân biệt là thời thiếu niên, trung niên, lão niên gì. Mà cái người dù là thiếu niên, trung niên, lão niên gì cũng phải thực hành hai cái này. Cần phải học những gì mà để mình hành. Và sau khi mà mình học rồi thì mình phải đem những cái điều hiểu biết, những cái điều mình học áp dụng vào ngay trong đời sống, ngay trong giờ phút này, ngay sát na hiện tại này, là cái điều đó là điều tốt đẹp. Thành ra đó, chúng ta đừng có nóng vội mà mình dùng trí tuệ mình suy tư tìm hiểu. Thì ngài Hòa Thượng Sư Minh ngài nói sao, khi mà chúng ta giữ tâm an tịnh quân bình đó, rồi chúng ta dùng trí tuệ suy xét, thì trí tuệ sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái điều đúng đắn nhất, những cái điều nào mình nên học và mình thực hành. Thì cái trí tuệ nó sẽ dẫn dắt mình. Còn bây giờ mình nóng vội, mình chạy theo người ta, ta nói là bây giờ là phải học vi diệu pháp, đúng không? Mà phải học cái này cái này, phải hành như thế này thế này thế khác. Thì bởi vì cái đó là cái điều kiện, cái khả năng, trí tuệ, sức khỏe của người khác. Còn mình á thì mình phải học, phải hành theo cái khả năng, điều kiện của chính mình. Không? Cho nên á, tại sao mình phải biết, mình phải biết những gì mình cần. Không? Thí dụ như bây giờ trong cái vấn đề mà ăn uống vậy, cái cơ thể mình cần phải dung nạp cái năng lượng ở bên ngoài, qua thức ăn, thức uống đó. Nhưng mà mình phải dùng trí tuệ quan sát, biết là những cái thức ăn, thức uống nào, những cái món ăn nào, những cái vật thực nào thì chúng ta có thể tiêu hóa được thì mới ăn. Những cái thức uống nào mình uống vô mà mình có thể tiêu hóa được, nó an ổn thì mình uống. Đúng không? Người ta nói là bây giờ uống thuốc bổ, uống thuốc bổ khỏe lắm, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà uống cái thuốc bổ đó mà nó không phù hợp với cái thể tạng của mình, thì bắt đầu nó đem đến cái tai hại. Ăn thịt bò, ăn trứng, tốt lắm, tốt lắm, bổ lắm, đúng. Nhưng mà cái gan mình nó không có thể mà dung nạp những cái chất đó được, thì nó trở thành chất độc, nó bị dị ứng. Thấy không? Thành ra mình không có theo ai hết, mà mình phải theo chính mình. Mà muốn biết thì chúng ta phải giữ cái tâm an tịnh, quân bình, trí tuệ, quan sát để xem xét những điều nào, những cái gì mình cần, và khi mình học pháp nào để mình áp dụng thực hành vào trong đời sống, thì như vậy thì sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thế còn nếu mà nói cho là pháp cú kinh là quan trọng, nó đủ rồi, thì như vậy thì Đức Phật đâu có phải cần phải có giải thích những cái bài kinh dài như là Trường Bộ, bài kinh ngắn như là Trung Bộ, hay là những cái pháp mà song đối tương ưng. Thành ra đó, tùy theo điều kiện các pháp để mà mình học đó. Nhưng mà thí dụ như trong pháp cú kinh thì những cái pháp nó ngắn gọn,
Nhưng mà nếu mà muốn tìm hiểu rộng rãi sâu xa thì phải phải tìm hiểu qua trường bộ rồi tương ưng tâm chi đó, tất cả các cái pháp mình có điều kiện, có sức khỏe thì mình tìm hiểu rộng rãi. Còn nếu mà sức khỏe mình kém á, thì mình học những cái phần nó ngắn gọn. Nhưng mà nhớ là mình học những gì mình thấy là cần thiết để thực hành, và mình thực hành những gì mà mình học, thì đó là cái lời dạy của Đức Phật. Và xin giải thích cái thắc mắc của Phương Hà. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giả. Xin kính tri ân lời giải về câu hỏi của Tina. Dạ, cái câu hỏi của Tina cũng là cái chân đã có suy nghĩ tuổi mình mới biết đến Phật những năm gần, mình cũng không biết mình ra đi và rất là nhiều ngữ pháp và pháp hành, mình cũng có những cái sự đánh đo là mình hành mà mình không có học thì mình cũng không hiểu, thì con cũng cũng tùy duyên, vì con thấm thía là mình không nóng vội mà phải, và con cũng có suy nghĩ là khi mà học pháp rồi nghe pháp rồi mà phần thì con dành thời gian nhiều hơn, thì khi vào cái giây cuối cùng á, giây phút thì cái nghiệp và cái nghiệp tướng của con nó hiện lên, con sẽ nhớ lại những lời Phật dạy con, những lời đã nhớ lời giảng của sư Pháp Thanh. Anh như vậy cho cái kiếp của con gặp chánh pháp cũng biết là với này là dạ con kính tri ân sư. Con thấy giọng sư không khỏe, cũng không khỏe, không tốt lắm, không biết là con hay là như thế nào, nhưng mà con nghe có lúc thì nghe và có lúc cũng không nghe, nhưng mà con lại thì con cũng hiểu được những lời giảng giải của sư. Dạ con kính tri, dạ sư dáng giữ sức khỏe. Dạ bà ngạ chàng còn có câu hỏi nào thì xin mời bàn tay của quý. Dạ nếu không có ai giơ tay, dạ xin mời quý vị cứ tiếp tục giơ tay là trên màn hình ạ. Dạ con xin dạ thưa sư, cái bài học hôm nay á thì con được nghe sư giảng á, thì qua cái lời Phật dạy thì Phật đã qua những cái lời sư cũng giảng giải và thấy được cái con đường của đi con đường đi của mình á, là con đường duy nhất không có trở lui, con đường gập ghềnh nhưng mà nó sẽ đưa mình đến an lạc hạnh phúc, đưa mình đến cái sự giải thoát. Cũng hiểu đọc và con cũng nghe như vậy, cũng hiểu như vậy, và cũng là con đường mà một mình không có ai đi chung với mình. Con cũng biết như vậy và con cũng cố gắng định tâm học và hành, con cũng có rất nhiều cố gắng và cũng tự nhủ đó, vì cái tuổi của mình không còn trẻ nữa thì con lại không làm được như vậy. Cái tâm của con luôn luôn động, nó giống như là tâm hoang vu á thưa sư. Dạ thì trong những bài kinh Trung Bộ á, thì Đức Phật có giảng giải về tâm khiếp, nó kinh hãi, nó khiếp đảm và sợ hãi. Dạ tức là khi xứ xa vắng ở trong rừng thì cái tâm mình nó, để Đức Phật có dạy những cái lời để mình ăn trong những hoàn cảnh đó, nhưng mà sao bây giờ cái thì mình ở giữa chỗ trốn đông người nhưng mà cái tâm mình nó vẫn sợ hãi, nó vẫn khiếp đảm, nhất là cái hoàn cảnh hiện nay
cái tâm nguyện. Thì như vậy thì có những lúc mình run rẩy tâm của con, lúc có những lúc như vậy thì bây giờ mình phải như thế nào để mình trấn tĩnh lại và trấn tĩnh lại những người xung quanh. Dạ, con thích giúp con và bằng những cái kinh nghiệm của sư đã thỉnh sư giảng giải để con học hỏi thêm. Con kính ơn sư, con kính ra mic đến sư ạ. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Mạ giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì cái sợ hãi là không của riêng ai hết. À, những người phàm nhân cho đến các bậc thánh hữu học đều có còn cái sự sợ hãi. Chỉ trừ ra đến bậc thánh vô lậu tứ đạo tứ quả thì các ngài không còn sợ hãi nữa. Thành ra đó, cái sợ hãi này nó từ cái gì? Từ cái phiền não mà nó sinh ra. Đó. Thành ra chúng ta muốn vượt qua được những cái sợ hãi gì, có gì không? Là phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng cái thời điểm hiện tại, mình thấy rõ cái thực tướng của cái đối tượng ngay trong hiện tại, mình sẽ vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Tại sao mình sợ hãi khi mà ở cái nơi thanh vắng? Tại sao? Tại vì thường ngày mình cộng trú trong cái hội chúng nó quen rồi. Tự nhiên bây giờ mà mình đến một cái nơi mà thanh vắng, đơn độc một mình, cái mình thấy nó trống trải. Rồi cái bắt đầu cái tưởng của mình nó sanh khởi ra. Nghe gió rì rào mình cũng sợ. Nhìn một cái lá cây gì đó nó lay động mình cũng sợ. Thấy không? Tại vì tại sao? Hàng ngày mình quen sống ở một cái môi trường, một cái điều kiện như vậy á. Từ đó giờ nó quen rồi. Bây giờ mình thay đổi cái bắt đầu mình sợ. Chứ sự thật ra đó không có cái gì. Bây giờ thí dụ như người ta nói là cái vị hành giả bây giờ ở một mình thì cũng vậy, mà cộng trú trong cái trường thiền đông người nó cũng vậy ha. Bây giờ ở một mình cũng phải giữ chánh niệm tỉnh giác, mặc dù cộng trú ở trong cái trường thiền đông đảo như vậy sao? Chánh niệm tỉnh giác của ai nấy giữ. Mặc dù có nhiều lúc cũng có sự hỗ trợ vấn đề tinh tấn. Bây giờ ngồi trong trường thiền đông đảo, mà giờ tự nhiên nó đau quá, mình muốn đứng lên, cũng xả thiền, mình cũng thấy bây giờ ta ngồi yên hết, tự nhiên mình rõ rãi, mình đứng dậy, mình đi tạo những cái âm thanh đó. Thấy mình ráng cố gắng thì nó có sự hỗ trợ nhau, nó thúc đẩy nhau, cùng nỗ lực tinh tấn thì cũng có. Nhưng mà sự thật ra quý vị thấy không, mình đi một mình mặc dù ở chung trong trường thiền mấy trăm hành giả, nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác của ai nãy giữ nè. Cho nên chúng ta, tại vì hồi đó giờ mình quen vậy rồi, thành ra bây giờ mình nó thay đổi cái mình thấy mình sợ, chứ sự thật ra đâu có gì đâu.
Ráng từ nhỏ chư thích một cái sự an tịnh, rồi bắt đầu cái mình có được cái tâm an tịnh thì mình thấy mình ít có sợ lắm. Thỉnh thoảng mình cũng có bị sợ chứ, sợ hãi cũng có xong hết đó. Nhưng mà đó, nhưng khi người ta thì sợ nhiều, còn mình hồi nhỏ rồi bắt đầu á, quý vị biết là hồi đó là sư còn nhỏ đó, à, ông già làm bên bên giáo dục, rồi hồi lúc đó là chưa có chỗ ở, là xin được ở trong cái trường học, à, cái nhà cũ kho đó. Rồi gia đình ở đó, quý vị biết nguyên cái trường học nó rộng mênh mông, mà có những lúc đó, à, nghỉ lễ rồi cái ông già bà già dẫn mấy đứa em rồi đi lên trên thành phố chơi, à, để sư một mình sư giữ giữ nhà, à, mua cá mòi dưa leo rồi để sẵn, rồi trứng vịt rồi để sẵn. Rồi đi 3-4 ngày vậy ở nhà sư tự nấu cơm, tự ăn uống. Rồi lúc mấy cái bữa đầu tiên thì có kêu ông ngoại qua, ban đêm ông ngoại qua ngủ, và tại sợ sư sợ đó. Rồi cái ông ngoại qua hỏi chứ con ở con ngủ mình con sợ thế là không. Cái bắt đầu ông ngoại nói vậy thôi, ngày mai tối mai ông ngoại không qua nha, con ngủ mình nha. Nói dạ được, không sao hết. Rồi đó, rồi cái mình sống vậy nó cũng quen. Rồi quý vị biết là tới chừng xuất gia, cái ngày, những cái ngày mà ra hạ đó, thì thường thường là ngài hòa thượng với chư tăng rồi đó đi lễ dân y. Nguyên cái chùa Pháp Bảo nó rộng thênh thang nha, có mình sư ở giữ. Rồi ngài cũng sợ, ban ngày thì ngài kêu mấy người tới phụ, à, này kia nọ, à, có nấu cơm nước rồi cho sư, à, rồi phụ công quả quét dọn. Nhưng mà tối là người ta về hết, rồi một mình quán xuyến cái chùa đó. Mà hồi cái thời mà năm chín mấy ấy, điện đốm nó đâu phải như bây giờ. Có hồi nó có, hồi nó cúp, hồi nó có, hồi nó cúp. À, mà sợ nhất là lúc đó, đó là nó hay vô chùa nó ăn trộm ba cái lư chuông, cho nên á là mình sợ là sợ ăn trộm thôi. Bắt đầu mình vừa đó ngồi đó cái bắt đầu nó cúp điện, mình sợ ăn trộm nó vô mình không thấy được, cho nên là chạy vòng vòng đốt đèn lên ở trong chánh điện. À, để mấy cái Phật cảnh, để có những cái bóng đồ gì mình dễ thấy. Cái đầu đốt đèn lên hết rồi, cái đầu cúp điện, à, nó có điện chứ, nó có điện thì bây giờ phải dẹp mấy cái đèn dầu, à, chứ để chi nó tốn dầu. Cái mình đi gom hết mấy cái đèn vô cất, mới vừa gom đèn vô cất hết rồi cái bắt đầu nó cúp điện. Nè, cái mình phải đốt lên nữa. À, vậy thôi. Đó, thành ra mình phải tập lần. À, chúng ta phải rời xa cái hội chúng. À, mặc dù mình cũng cộng trú ở ở ở trong cái với nhau đó, nhưng mà mình phải giữ cái nội tâm mình có cái khoảng cách. À, thì á, khi mà mình tập như vậy đó thì nó trở thành cái thói quen. À, mình phải tự nương tựa lấy mình. À, tại vì mình quen, mình sống, mình nương tựa vào người khác rồi, thấy không? Thành ra khi nào mà mình là sống một mình á thì mình thấy khó. Tại sao? Mình làm biết, à, bây giờ cái công chuyện đó mình làm được á, nhưng mà không làm, nhờ này nhờ kia nhờ người nọ, nó trở thành cái thói quen. À, cái bắt đầu mà khi nào mà từ một mình cái mình thấy khó chịu, là, trời ơi cái gì đó cũng phải mình tôi hết nha. À, nhưng mà đó mình tập từ từ thì
mình sống một mình cũng được, mà có những người khác hỗ trợ cũng được, không có nhất thiết cái gì thì mình không có sợ hãi. Còn mình quen cái phụ thuộc vào người này người khác, quen nương tựa và được cái sự bảo vệ của người khác, rồi tới chừng mà mình sống mình á, thì mình đâm ra mình sợ hãi. Chứ sự thật ra đó, mình cũng có đầy đủ, không? Nhưng mà tại vì hồi đó giờ á, mình không có đem ra mình sử dụng, mình xài nhờ người ta không à. Thành ra bây giờ á, mình sợ chứ không có cái gì hết. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì mình sẽ lấy giáo pháp làm cái chỗ nương tựa. Đó, Đức Phật dạy rồi, cái giáo pháp là cái chỗ mà nương tựa chúng ta an ổn tốt đẹp nhất. Tam bảo là cái chỗ mà nương tựa an ổn tốt đẹp nhất. Ngoài giáo pháp, ngoài tam bảo, không có nơi nào mà ta nương tựa mà an ổn nhất nha. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì nếu mà có những cái sự sợ hãi, sự kinh khiếp nó sanh khởi lên, thì mình quan sát, mình niệm những cái hồng danh của Đức Phật chẳng hạn, mình niệm bú thô và mình suy tưởng về cái công đức của cái hồng danh đó, Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài đã đoạn trừ tất cả những cái phiền não, thì cái sợ hãi đó là phiền não, mà vượt qua cái sự sợ hãi đó thì giải thoát, thấy không? Đó, hoặc là mình đọc về cái ân đức của pháp, ân đức của tăng, một cái hồng danh nào đó mà mình biết rõ, thì trong cái bài kinh mà ngọn cờ đó, đúng vậy á, ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dạy là hãy lấy giáo pháp là cái ngọn cờ, giống như những cái người lính á, mà khi họ ra chiến trận á, là họ nhìn vào cái cờ của cái ông mà ông tướng, ông chủ soái, hay là cái ngọn cờ ngay chỗ của ông vua, để mà họ chiến đấu. Nếu mà họ nhìn thấy cái ngọn cờ ngay chỗ đó còn vững vàng á, thì họ mạnh dạn chiến đấu. Mà họ thấy cái mất cái cờ đó là bị quân địch nó tấn công ngay cái sở chỉ huy rồi, thì lúc đó đó là họ buông vũ khí, họ cũng tẩu thoát, họ chạy đi, thấy không? Thành ra mình phải nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào tam bảo là cái nơi an ổn. Rồi khi mà mình sợ hãi đó, thì có một phần có đôi lúc do cái tưởng mình nó dễ dợi ra, thấy không? Chứ sự thật ra lúc đó không có con ma nào hết á, không có gì mà đáng kinh khiếp ghê sợ, nhưng mà cái tưởng của mình nó vẽ ra, nó thêm râu, thêm ria, thêm thắt cái này cái kia cái nọ, rồi cái mình sợ. Chứ sự thật ra không có cái gì mà để đáng cho mình sợ nữa, do cái tưởng của mình. Cho nên mình lúc đó đó, nếu mình nghe người mà hành giả có trí tuệ, thì mình nhìn vào cái tưởng đó, cái sự sợ hãi đó, mình quan sát cái lúc đó cái tâm mình nó bị bấn loạn, nó dao động như thế nào, cái thân mình á nó rung động, nó thay đổi như thế nào, mình biết, thì mình quan sát, mình nhìn vô đó thì mình sẽ vượt qua cái nỗi sợ hãi, mình trở lại cái bình tĩnh. Thì cái khi mà mình sợ hãi là lúc đó là mình vô minh,
phiền não, đấy không? Mình mới sợ hãi. Mà khi mà chúng ta có trí tuệ, chánh tỉnh giác đầy đủ thì không còn sợ hãi nữa. Thành ra là chúng ta đó lấy cái giáo pháp, lấy tam bảo làm cái nơi nương tựa vững vàng để vượt qua nỗi sợ hãi. Và nếu chúng ta là cái người hành giả thì chúng ta nhìn thẳng vào cái đối tượng, lúc đó ta lấy cái đối tượng, cái sự sợ hãi làm đối tượng để chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ vượt qua ha. Và chúng ta nhớ rằng khi mà mình sợ hãi là vô minh, mà người có trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác là không còn sợ hãi. Bây giờ mình chọn là cái người vô minh hay là cái người có trí tuệ, thì tất nhiên là quý vị sẽ chọn cái trí tuệ. Mà khi có trí tuệ sáng suốt thì không còn sợ hãi. Đơn giản nó có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà ngắn gọn nhất để mà mình vượt qua nỗi sợ hãi, mình nhìn thẳng vô nó rồi mình sẽ vượt qua, thấy không? Tại vì mình vô minh, phiền não tự nó vẽ vời ra làm cho mình sợ. Mà khi mà mình có trí tuệ thì minh sanh vô minh diệt. Mà khi mà vô minh diệt rồi thì đâu còn sợ hãi nữa, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta hiểu biết những cái cách thức đó để mà chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Ví dụ như mới đầu mình niệm A-ra-hăng, 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 Bú-thồ, Bú-thồ, thì sao? Lúc đó mình chánh niệm tỉnh giác vô cái học danh của Đức Phật, là mình vượt qua nỗi sợ hãi. Thành ra mình nhiều khi mình lầm tưởng, mình nói trời ơi, cái niệm cái học danh của Đức Phật linh nghiệm thiệt, tôi niệm cái là tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Chứ không phải, cái quan trọng là cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Nó là mình an trú chánh niệm tỉnh giác vô cái đề mục đó thì đẩy lùi cái sự sợ hãi. Thành ra cái mà đẩy lùi sợ hãi đây là do chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải do cái đề mục, không? Lúc đó mình niệm bất cứ cái đề mục nào mà mình an trú đó là có trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác đầy đủ mà thì sẽ vượt qua sợ hãi. Vậy đó. Thành ra chúng ta phải hiểu là sợ hãi là vô minh phiền não, mà chánh niệm tỉnh giác là trí tuệ, mà minh sanh thì vô minh diệt. Cứ nhớ vậy đó. Hả, mình bị sợ hãi là vô minh, mà trí tuệ minh thì vô minh diệt, mình sẽ vượt qua. Thì quý biết rằng thời gian gần đây đó, thì cái đường truyền á, không phải là riêng ai, ở đâu nó cũng có lúc nó bị chập chờn vậy đó. Thành ra nếu mà nó có trục trặc trở ngại thì quý vị cũng hoan hỷ thông cảm. Và thời tiết bây giờ thì nó cũng mấy có nhiều lúc, ngày hôm qua thì có lúc thì cũng nắng qua rồi nắng, rồi cái ông rắc xuống, ông mưa mấy hộp, rồi có cái thời tiết nó thay đổi. Bây giờ thì sư cũng sáu mấy rồi, có nhiều lúc là cái đất nước lửa gió này nó không có chuyển đổi theo cái đất nước lửa gió bên ngoài, cho nên hồi khuya dậy tưởng là bữa nay chắc không thể mà giảng được, nhưng mà ráng dậy lễ bái tam bảo rồi uống đi sữa, uống viên thuốc, nằm một hồi thì bắt đầu thấy cũng khá khá, cho nên ráng vô để giảng giải chia sẻ cái bài học ngày hôm nay. Thì nếu có gì sơ xuất, kính mong chư tôn đức cũng như tất cả quý vị hoan hỷ thông cảm cho, và cầu mong tất cả
cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa sư, dạ. Dạ con nên sư giải thích câu hỏi của con. Dạ con rất hoan hỉ ạ thưa sư. Dạ đúng là mình sợ là mình còn vô minh sân si đủ hết và còn rất là nhiều. Dạ con thấy mình còn rất là vô minh. Dạ con kính tri ân sư là những lúc mà mình sợ hãi thì mình cần nhìn vô ngay cái đối tượng là tại sao vô. Tại vì thời gian vừa qua con cũng nghe tin tức nhiều, con thấy là chết, những cái số lượng người chết ở Việt Nam rất là nhiều, rồi xung quanh mình là những người thân của những người bạn mình cũng chết nữa, thì mình cũng sợ, mình cũng 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 có nghĩ, cũng có tưởng là ảnh sợ lắm ạ. Rồi như vậy thì con thấy là đúng là mình còn vô minh rất là nhiều. Ghi nhớ lời dạy của sư là mình những lúc sẽ tưởng ân Đức Phật, đã, rồi mình nhìn vào thẳng đối tượng và mình cũng biết đó là cái chuyện. Con nghe lời sư, con xem lại cái kinh Ngọn Cờ, con cũng tri ân, con rất là tri ân sư ạ. Thưa sư cũng có thấy câu hỏi của Quang Thanh, thưa sư. Dạ con xin đọc câu hỏi của Quang Thanh ạ. Sư, để báo công tháng 7 này, chúng con tu tập những pháp gì để báo đáp công ơn cha mẹ? Kính sư giảng giải cho con hiểu ạ. Kính thỉnh sư, con kính dâng mic lại cho. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Thầy giá. Chúng ta muốn đền đáp cái công ơn của cha mẹ thì không phải là chỉ riêng trong cái tháng 7 này không, nhưng mà cái truyền thống cái Du Lan báo hiếu của bên Bắc truyền thì nó cũng tốt. Nếu mà không có cái vấn đề mà cái tháng 7 Du Lan báo hiếu thì không có dịp để mà chúng ta làm để mà đền đáp cái công ơn của các cái bậc hữu ân ông bà cha mẹ, không? Thành ra đó Đức Phật dạy là coi như là bất cứ ngày nào chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể làm được những cái việc phước, chúng ta hồi hướng đến cho các bậc hữu ân, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, những thân bằng quyến thuộc ngay trong kiếp sống hiện tại này, nếu mà những cái vị mà còn hiện tiền thì mình sẽ cầu mong cho các vị đó tăng phúc tăng thọ, vượt qua những cái bệnh đau chướng ngại, được một đời sống an ổn. Còn nếu mà những bậc hữu ân thân bằng quyến thuộc đã quá vãng thì mình hồi hướng phước để cho các cái vị đó có thể thọ nhận được cái phước báo để đi đến cảnh giới an vui tốt đẹp. Nhưng mà trong cái truyền thống mà cái Du Lan rồi chúng ta làm phước để hồi hướng thì cũng tốt ha. Còn nếu mà trong cái tháng 7 mà không có cái truyền thống đó là mình khuyên mình quên luôn suốt cả năm chứ sự thật ra đó khi một cái người con một cái bổn phận làm con đó thì chúng ta có rất nhiều cái để mà báo đáp công ơn của cha mẹ ha. Đó, trong đời sống quý vị ráng cố gắng học hành để có cái địa vị
trong xã hội, à, quý vị có một cái đời sống an ổn. Đó là cũng một cách để mà mình báo hiếu, rồi mình làm những cái thiện pháp, mình gìn giữ, mình không có phạm giới, à, đó cũng là một cái sự báo hiếu. À, rồi nếu mà cha mẹ còn hiện tiền thì mình phụng dưỡng, à, vật thực, thuốc men, à, cung cấp những cái điều kiện tốt đẹp để cha mẹ sống an ổn, cũng là một cái hình thức để báo hiếu. À, nếu mà cha mẹ quá vãng thì mình tạo phước, bố thí, trì giới, à, tu tiến, tạo được những cái phước báo để mình hồi hướng cũng tốt. À, thành ra đó, chúng ta làm bất cứ một cái thiện sự nào, một cái thiện pháp nào, à, chúng ta cũng có thể là báo hiếu, hồi hướng để, à, báo hiếu cho các bậc hữu ân được hết. Bất cứ ngày nào, chứ không phải riêng cái mùa Vu Lan không. Đó. Rồi nếu mà cha mẹ mà, à, còn hiện tiền đó, thì chúng ta tạo những cái điều kiện, à, để, à, nếu mà cha mẹ là cái người mà chưa có hiểu biết, à, chưa có quy tâm bảo, à, thì mình sẽ hướng dẫn, à, dẫn dắt cha mẹ để có một cái niềm tin chân chánh để, à, trở thành cái người Phật tử có tam quy, à, gìn giữ ngũ giới. Rồi nếu mà, à, có những cái dịp như là trai tăng, à, dân y rồi đó, thì mình hướng dẫn, à, cha mẹ tự tay làm những cái thiện sự này, làm những cái thiện pháp này, à, thì nó đều rất quý. Rồi mình tạo điều kiện để cha mẹ, à, đến chùa học pháp hay là hành thiền, à, thì cái điều đó là cái điều tốt đẹp nhất. Cho nên Đức Phật nói á, một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, đi cùng khắp cái quả địa cầu này, à, phụng dưỡng cha mẹ bằng những cái điều kiện tốt đẹp nhất, những món ăn thượng vị rồi đó, à, cũng phải, chưa phải là trả hết cái ơn mang. Mà chúng ta làm như thế nào để, à, tạo điều kiện như thế nào để mà cha mẹ trở cái người có chánh kiến, à, à, cha mẹ có điều kiện để tu tập trở thành cái bậc sơ đạo sơ quả. Đó là chúng ta mới nói là trả hết cái ơn mang. Chứ còn bây giờ á, mình phụng dưỡng, mình hồi hướng phước rồi, à, có đôi lúc á, cha mẹ ở những cái cảnh giới khác không có thể thọ nhận được. Mà ngay trong đời sống hiện tại á, nếu mà cha mẹ còn hiện tiền á, mình có điều kiện để mà cho cha mẹ bố thí, trì giới, tu tiến. À, mà làm như thế nào để mà cha mẹ đạt đến cái sơ đạo sơ quả thì mới nói là mình trả hết cái công ơn to lớn của cha mẹ. À, bởi vậy á, mình thấy là Đức Thế Tôn á, đi đến cái cõi trời đau lợi để mà thuyết pháp, à, tế độ cho cái vị chư thiên mà tiền thân là Hoàng hậu Ma Gia, để cho cái vị chư thiên đó đạt đến cái sơ đạo sơ quả. À, đúng ra là cái vị này sẽ đạt đến cái sự giải thoát, nhưng vì cái lời nguyện, à, cái lời nguyện của cái vị này đó là nguyện sẽ là mẹ của hai vị Bồ Tát trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. À, cho nên đó là cái vị này còn là một cái người mẹ của Bồ Tát trong ngày Vị Lai nữa. Cho nên vì cái lời nguyện này á, mà Đức Thế Tôn chỉ an trú cho cái vị này ở cái tầng thánh
sơ đạo sơ quả. À, nhưng mà đối với Đức Vua Tịnh Phạn là Đức Thế Tôn đã trở về Ca Tỳ La Vệ để an trú cho Đức Vua trong cái thánh đạo sơ quả. Và cuối cùng khi mà Đức Vua lâm trọng, Đức Thế Tôn đã trở về và thuyết pháp để cho Đức Vua đạt đến tứ đạo tứ quả. Sau đó Đức Vua đã vô dư niết bàn và Đức Thế Tôn đã chủ trì cái lễ trả tì nhục thân của Vua Tịnh Phạn. Thành ra chúng ta làm những điều nào thích hợp trong cái điều kiện có thể để hồi hướng phước đến cho cha mẹ, và nếu có điều kiện thì chúng ta hướng dẫn, dẫn dắt rồi tạo điều kiện để cha mẹ tự mình thực hành các cái thiện pháp, là chúng ta một phần nào đó đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Và nếu mà cái túc duyên đầy đủ mà cha mẹ đạt đến các cái tầng thánh hữu học sơ đạo sơ quả thì cũng một phần nào đó là mới đền đáp được cái công ơn to lớn của cha mẹ. Cho nên là không riêng gì cái mùa Vu Lan mà chúng ta có thể làm bất cứ thời gian nào thích hợp, đầy đủ điều kiện thì để hồi hướng phước cho cha mẹ là cái điều quý báu. Và chúc hoàn thành nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa dạ kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi của Quang Thanh ạ. Dạ, theo đồng hồ của con là còn 5 phút nữa. Dạ, hồi nãy con có thấy bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, giờ đây con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, con kính dâng mic đến cho cô ạ. Dạ, con xin bàn tay của cô, thưa cô. Dạ, cô ơi, cô, dạ, cô đã rời luôn. Dạ, dạ, xin mời quý vị giơ tay ạ. Còn 5 phút nữa ạ. Dạ, còn 4 phút nữa ạ. Quý vị còn câu hỏi nào? Dạ, em đã thấy bàn tay của chị Nhật Huỳnh. Dạ, xa thú, em dừng mic, em chuyển mic lại cho chị. Dạ. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Kim Dung, cây Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đầu tràng thành kính đánh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Mặc dù sức khỏe sư không có tốt, sư cũng ráng vào đầu tràng để giảng giải bài học ngày hôm nay cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính đánh lễ tri ân sư. Và lúc đầu giờ con cho nghe sư nói về hành và pháp cú thì con hiểu như gì, có đúng hay bà có sai như thế nào, xin sư chỉ dạy cho con. Thật sự là hồi nào giờ con cứ nghĩ hành là mình thành thiền, nhưng lúc nãy con nghe thì con nghe sư nói hành là cái việc làm của mình chứ không phải là hành thiền không, mà cả cái việc làm của mình. Và pháp cú có nghĩa là không phải là những câu pháp cú không, mà những lời dạy, những câu nói của Đức Phật dạy mình. Và con hiểu như vậy có đúng không bạch sư? Và con nếu con có sai chỗ nào sư chỉ dạy để con sửa lại cho đúng ạ. Và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Giá Nam mô Thầm Mà Giá Nam mô Sanh Thầy Giá. Thì cái
Pháp Cú là nó chỉ cho tam tạng kinh điển, chứ không phải riêng mình học Pháp Cú không là đủ ha. Rồi hành á, không phải là mình chỉ hành thiền không, mà tất cả các cái thiện pháp, thập thiện thập hay là 38 hạnh phúc, tất cả những cái pháp này đó, đem đến cái sự tốt đẹp an lạc, thì như vậy là mình nên thực hành theo và các cái pháp học, thì coi như là cái tất cả những cái gì chứa đựng trong tam tạng kinh điển là pháp học, thì chúng ta phải có điều kiện, chúng ta phải nỗ lực học. Còn hành thì dù cho Đức Phật dạy, mình giữ gìn giới cũng là một cách thực hành. Mình phản tỉnh, mình giữ tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tốt đẹp cũng là pháp hành, chứ không phải chỉ riêng hành thiền xong. Và đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ giờ, mời cô Kim Nhung và ca cô Nhật Quỳnh sám hối rồi xin kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng an vui hạnh phúc. Và xin mời quý vị Nam Mô A Di Đà. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic đi sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ con xin điền viết cho Kim Nhung, có lẽ Kim Nhung hơi bị rối rắm rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất ta mang dê na quan đê hăng ba đà phạn sum và ruột ta mang buốt thầy vô ca li tổ đô sơ buốt thô khăm tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê